342天. Ngày 342. Tốt quá rồi. Tuy hôm nay không phải ngày lễ, có điều khách cũng khá nhiều. Hãy nghe phá nhắc lại. 太好了,虽然今天不是节日,不过客人也比较多. Hi. 好了,虽然今天不是节日,不过客人也比较多。 人也比较多。太好了，虽然今天不是节日，不过客人也比较多。太好了。 虽然今天不是节日,不过客人也比较多。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mới lái được chí đã xào sâu sử. Vất vả. 辛苦 Đầu tiên liên hệ ngay 首先马上联系 Số lượng 数量 Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn 短一点更好看 Mặc lên chẳng may không vừa người thì làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办? 肚子还在合肥M 长度很适合你 chỉ cần 190.000 Việt Nam đồng 至少要19万越南盾 Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chi phủ chén. Hai bạn. Nì mân lẻ. Nì mân lẻng gỡ. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Xiên thịt dê nướng. Khảo yáng rầu chuẩn. Chậm. Mạn. Yêu. Ai. Sẽ không hối hận đâu. Bú huệ hậu huệ đợ. Tiền lẻ. Lính chén. Xem lại xem. Xem khẳng khẳng. Ngày lễ. Chế rử.